Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo. Tên tôi là Phan Anh và trong bài học này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị 4 phong cách mua hàng của khách hàng. Vâng, tôi sẽ trình bày về 4 phong cách mua hàng của khách hàng. Tại sao lại có 4 phong cách và cái bắt nguồn từ đâu ra và nó như thế nào? Thì đầu tiên tôi sẽ kể cái cội nguồn của cái bài học này. Thì bài học này là bài học mà tôi học được trong cuốn sách Đọc Vị Khách Hàng. Các bạn có thể tìm cái cuốn sách Đọc Vị Khách Hàng này ở trên mạng, có định dạng PDF, hoặc là các bạn liên hệ với tôi ở website là pamarketing.vn hoặc là phananhonline@gmail.com, tôi sẽ tặng các bạn file này. Hoặc là ngay trong khóa học này thì các bạn cũng sẽ được tặng kèm những cái cuốn sách như thế để các bạn đọc thêm, tham khảo thêm. Cuốn sách này khá là dài. Người ta nói về khách hàng, người ta nói về cái việc là một sale đọc vị khách hàng như thế nào, nhìn thấu con người họ. Thì tôi thấy cái cuốn sách này có cái phần là họ phân chia 4 phong cách bán hàng, 4 phong cách khách hàng, để từ đó có cách tiếp cận với những phong cách này như thế nào. Thì tôi thấy nó khá là thú vị và nó khá là đúng. Và tôi cũng nhận ra, tôi bừng tỉnh nhận ra rằng là có một số quan điểm bán hàng trước đây của tôi cũng hơi sai. Tức là chúng ta thông thường là chúng ta là chỉ có một con người chúng ta. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều các khách hàng. Và mỗi một cái khách hàng nó sẽ có đặc điểm tâm lý, thu nhập, hiểu biết, thói quen, sở thích, đúng không ạ? Và tất cả những cái thứ đến như vậy nó tạo nên các cái loại, chủng loại khách hàng. Nó là một cái sự đa dạng của xã hội. Thế nhưng mà chúng ta lại thường xuyên là sử dụng đúng một kiểu bán hàng cho tất cả các khách hàng, đúng không ạ? Người dễ cũng như người khó, người trẻ cũng như người già. Đó là một cái quan niệm mà tôi nhận ra rằng mình hơi sai lầm một chút. Thì tôi rất mong là các bạn không gặp phải tình huống này. Và nếu mà các bạn có gặp phải tình huống này thì các bạn cũng có thể thay đổi một chút, được chưa ạ? Thế thì đầu tiên tôi sẽ nói về 4 phong cách này, nó là 4 phong cách gì và cách thức xử lý như thế nào, đúng không ạ? Thì đây là nó viết tắt của 4 chữ tiếng Anh, là nó viết tắt là chữ DISC. Vâng, D-I-S-C. Vâng, DISC. Thế thì cái phong cách D, người ta viết tắt của chữ tiếng Anh là nghị lực. Vâng, dịch ra tiếng Việt là nghị lực. Thế thì cái phong cách này người ta nói đến cái nhóm khách hàng là người ta rất có gì ạ? Khả năng, đúng không ạ? Người ta rất mạnh mẽ. Vâng, người ta rất quyết đoán, người ta rất nghị lực. Thường cái khách hàng này là ai, đúng không ạ? Thường đó là những các cái sếp, những công ty, những CEO, những người thành đạt. Đó, họ có một cái cốt cách rất mạnh mẽ, họ có một khả năng ra quyết định rất là nhanh chóng. Vậy thì cách bán hàng, mấu chốt của vấn đề, mấu chốt của người bán hàng, đó chính là khả năng thuyết phục đối với những khách hàng này. Và thuyết phục một cách ngắn gọn, dễ hiểu, không dài dòng. Đấy, còn chi tiết hơn xin vui lòng đọc cuốn sách đó, được chưa? Cái phong cách thứ hai là phong cách Y. Vâng, chữ Y ngắn ấy, là nó viết tắt dịch ra tiếng Việt của chữ của từ ảnh hưởng. Tức là sao? Cái phong cách này là người mua, người ta muốn là để họ có tầm ảnh hưởng, đúng không ạ? Người mua có khả năng tạo ra ảnh hưởng. Và mấu chốt của vấn đề để có thể là người bán hàng bán được cho cái khách hàng mua hàng theo phong cách Y này, hay còn gọi là phong cách ảnh hưởng này, là hãy để khách hàng tự mua. Hãy để khách hàng tự mua, có đúng không ạ? Và cái phong cách thứ ba đó là phong cách S. Vâng, nó viết tắt là stable, đúng không ạ? Tức là gì? Cái khả năng là ổn định. Vâng, cái nhóm khách hàng này hay cái phong cách khách hàng này là người ta ưa thích sự ổn định, họ không muốn xáo trộn, họ không muốn thay đổi. Ví dụ như họ đã có khách hàng rồi, họ đã có nhà cung cấp rồi, họ đã có đối tác rồi, họ không ngại, không muốn thay đổi. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Họ ngại, họ không muốn thay đổi, tức là họ chỉ mong sự ổn định, họ an toàn, đúng không ạ? Đấy, thế thì mấu chốt để mà có thể tiếp cận cái khách hàng này, đó là chúng ta hãy bắt đầu với khách hàng bằng những câu chuyện riêng tư. Tức là gì? Chúng ta vào, chúng ta gặp khách hàng thuộc nhóm này, chúng ta sẽ có những cách để chúng ta xác định khách hàng là thuộc nhóm D, I, S hay là C. Thì vào cái nhóm này chúng ta đừng có mà bán, chào,
hàng của em tốt lắm, bản hàng của em đẹp lắm, lợi nhuận sẽ rất cao, vân vân vân, họ không quan tâm. Mà chúng ta sẽ phải bắt đầu bằng câu chuyện đời tư của họ. Ví dụ con nhà anh như thế nào, cháu nhà chị ra sao, đúng không ạ? Rồi thì chị trông thay đổi rất nhiều về trang phục, lâu rồi em không gặp, em thấy chị khác quá, chị thành công quá, vân vân vân. Những câu chuyện kiểu như vậy để chúng ta dẫn nhập, chứ chúng ta không thể nào gặp phát là bán ngay. Đấy, thì có khá là nhiều khách hàng mà ở Việt Nam là theo cái phong cách này. Một cái phong cách nữa gọi là phong cách C, và thì nó tạm dịch ra là chúng ta là những cái khách hàng này là những khách hàng người ta mua hàng theo một lối rất là logic, tức là họ sẽ suy đoán, họ sẽ đặt giả thiết, họ sẽ cân đong đo đếm, họ sẽ dùng các bảng tính khoa học để họ tính toán cái thiệt cái hơn, đúng không ạ? Họ mua rất logic. Vậy thì mấu chốt của khách hàng này đó là hãy cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu một cách chính xác, một cách dễ hiểu, và hãy cho họ thời gian, họ sẽ tự quyết định mua hàng. Đấy, thí dụ như là tôi liên tưởng tới anh giám đốc của công ty tôi, đúng không ạ? Thì anh ấy muốn mua một cái phần mềm với cái giá khoảng 700 triệu, cũng rất là cao, đúng không ạ? Thế thì anh ấy sẽ phải nghiên cứu, anh sẽ phải tìm tòi. Đấy, và các nhà cung cấp cần phải cung cấp đầy đủ các cái tài liệu, vẽ ra cho anh ấy thấy, thảo luận rất là kỹ thì anh ấy mới quyết định mua hàng, đúng không ạ? Còn khi thuyết phục anh ấy thì cũng cần phải thuyết phục một cách khéo léo, cần phải thuyết phục một cách là dạy đầy cái số liệu để thống kê, để cho anh ấy thấy rằng là việc sử dụng cái giải pháp này chứ không phải là giải pháp khác thì sẽ tốt hơn cho khách hàng ở những điểm như thế này như này. Và tất nhiên những khách hàng như vậy họ sẽ không có đủ thời gian để nói chuyện về đời tư, đúng không ạ? Họ sẽ không có dành thời gian cho việc đó. Thế thì cái video này tôi cũng muốn giới thiệu ngắn gọn như vậy thôi, là tôi muốn nhấn mạnh về việc rằng là chúng ta có rất nhiều các cái nhóm khách hàng, nhóm người khác nhau do đặc tính về thu nhập, đặc tính về tuổi tác, sự hiểu biết, vùng miền, nghề nghiệp, thói quen vân vân. Nó tạo ra những cách thức mua hàng, những cái nhóm khách hàng khác nhau. Và trong một cái cuốn sách gọi là Đọc vị khách hàng, họ đã nhóm thành 4 nhóm là D, nghị lực, Y, ảnh hưởng, S, ổn định và C là logic. Đấy, nó gọi là 4 phong cách mua hàng DISH. Và tôi chỉ muốn qua cái bài học này, muốn mọi người rút ra một bài học đơn giản, đó là hãy linh động khi bán hàng. Đừng có bán một cách cho tất cả mọi người, mà hãy xem khách hàng của mình là nhóm nào để mình bắt đầu với khách hàng đó cho nó thuận tiện, và sẽ tăng được tỷ lệ chốt đơn và sẽ giúp bạn trở thành một king of sale. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và lưu ý hãy nhớ lấy file tài liệu đọc vị khách hàng.pdf. Xin cảm ơn.